Chỉ có khách Aun là được đâm gọi trực tiếp qua app, có nghĩa là mình sẽ làm món khi nhận được đơn từ các bạn, không bao giờ đâm sẵn, đâm trước như những nơi khác. Do đó thì các bạn có thể đợi hơi lâu một tí xíu, nhưng bù lại thì các bạn có thể thưởng thức được món ngon như là mua trực tiếp tại quầy. Và các bạn đừng quên là dặn mình hương vị cũng như là số lượng trái ớt các bạn có thể ăn được trong phần ghi chú của app. Mình xin được chúc mừng bạn Nguyễn Hoàng An đã được may mắn có được bình luận với 104 lượt tim. Mình xin được tặng bạn chai mắm Thái pha sẵn Aun và hũ ba khí ướp sẵn. Bạn vui lòng liên hệ fanpage gọi Thái Aun Ariel để mình hướng dẫn bạn cách nhận quà như thế nào nhé. Tới đây thì mình sẽ có khá là nhiều ưu đãi cho các bạn tham gia mini game, vậy nên các bạn hãy cùng mình tham gia và nhận những phần quà hấp dẫn nhé.